Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ điều hối tiếc hậu ly hôn, Phong Thiếu Phong tàn tạ đến không nhận ra. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh hạn chế tiếp xúc với truyền thông và giảm tải khối lượng công việc. Tuy nhiên, chính vì việc này mà liên tục có những tin đồn không hay bủa vây lấy cặp đôi, khiến hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Báo chí xứ Trung vẫn luôn cố gắng khai thác nữ diễn viên ở mọi khía cạnh, đặc biệt là trong chuyện đời tư. Mới đây, khi tham gia một sự kiện, MC của chương trình bất ngờ đặt câu hỏi nhạy cảm rằng: "Sau khi ly hôn, liệu cô có nuối tiếc điều gì hay không?" Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn trả lời: "Tôi có khả năng biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn để bù đắp lại tất cả những tiếc nuối trong lòng, củng cố lại nội tâm, giành lại thế chủ động. Chỉ có như vậy thì mới có thể sống tốt hơn vì bản thân mình." Câu trả lời này nhận được vô số lời khen ngợi của netizen xứ Trung. Trang Quyêu Quyêu nhận định rằng Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã trở thành một người phụ nữ hoàn toàn độc lập, có chính kiến và có sức mạnh. Không chỉ vậy, khi được hỏi giờ đây Triệu Lệ Dĩnh gọi Phong Thiếu Phong là gì, nữ diễn viên đáp là bạn. Có thể thấy, việc ly hôn hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh. Nàng Sam Sam có cách ứng xử riêng không chỉ với tình yêu mà còn với công việc. Hậu ly hôn, người đẹp họ Triệu vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ, dù tình yêu có tan vỡ cũng không để lại nhiều vướng bận. Đặc biệt, nhan sắc lên hương, đẹp hơn cả thời con gái của Triệu Lệ Dĩnh cũng được netizen chú ý. Ảnh sự kiện do studio chụp đẹp đã đành, ngay cả ảnh camera thường do team qua đường chụp cũng không thể làm khó được ba mẹ một con. Trước đây, cô nàng vốn sở hữu gương mặt tròn trịa, bắp tay có phần thô. Vậy nhưng trong loạt ảnh sự kiện chụp hôm 10 tháng 6, nàng Sam Sam hoàn toàn gây ấn tượng với gương mặt vi lai thon nhỏ cùng xương quai xanh quyến rũ. Tuy nhiên, trái với vẻ rạng ngời sức sống của vợ cũ, Phong Thiếu Phong lại tàn tạ thấy rõ. Trong sự kiện họp báo phim Tâm Cư diễn ra hôm 13 tháng 6, Phong Thiếu Phong được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Sau 2 tháng tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, đây là lần đầu tiên tài tử họ Phùng chịu xuất hiện trước truyền thông. Vậy nhưng, diện mạo của chồng cũ mỹ nhân họ Triệu hoàn toàn khiến netizen bất ngờ xen lẫn nỗi thất vọng. Phong Thiếu Phong diện phục trang chính tề, đứng cạnh nữ chính Đồng Dao khi giới thiệu về tác phẩm mới. Tuy tài tử thi thoảng mỉm cười nhưng lại có vẻ hơi lơ đễnh, thờ ơ. Ngay cả khi Đồng Dao bước sang phải, anh cũng không để ý. Anh một mình đứng một góc khung hình, trong khi ba người còn lại xô về một góc để trả lời phỏng vấn. Phải một lúc sau, Phong Thiếu Phong mới phát hiện ra sự đơn thương độc mạc của mình, biểu cảm đầy xấu hổ, ngại ngùng. Tài tử lập tức nhích đến cạnh Đồng Dao, góp vào câu chuyện. Trang Kiêu Kiêu đánh giá Phong Thiếu Phong không giấu nổi vẻ da nua, xuống sắc, làn da chảy xệ cùng đôi mắt thâm quần. Không chỉ vậy, ở một số góc chụp, có thể thấy Phong Thiếu Phong lộ cằm nọng. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung bình luận: "Thật khó lòng nhận ra đây là Phong Thiếu Phong, trông anh ấy già đi nhiều quá. Sau khi ly hôn, dường như tinh thần của Phong Thiếu Phong không được tốt cho lắm. Tự dưng tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương." Nhìn lại video xưa ngày còn ở thời kỳ đỉnh cao là biết Phong Thiếu Phong giờ đây tàn tạ tới nhường nào. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh hay Phong Thiếu Phong giành được quyền nuôi con đang là câu hỏi lớn được cư dân mạng vô cùng quan tâm. Nhiều nguồn tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh mất hết quyền nuôi con vào tay nhà chồng. Cặp đôi đang nhảy vào cuộc chiến giành quyền nuôi bé tưởng tượng. Mẹ Phong Thiếu Phong được cho là người bất mãn với cô con dâu Sam Sam. Vậy nhưng trong một diễn biến khác, Trang 163 tiết lộ, sau khi hoàn thành sự kiện ngày 10 tháng 6 tại Côn Minh, Triệu Lệ Dĩnh được paparazzi phát hiện xuất hiện tại sân bay để trở về Thượng Hải ngay trong đêm. Tờ báo này đặt câu hỏi, phải chăng nữ diễn viên họ Triệu vội trở về để chăm sóc cậu con trai tưởng tượng? Trang 163 nhận xét, từ lúc xuất hiện cho tới lúc lên xe, Triệu Lệ Dĩnh đều cầm chiếc điện thoại trong tay, dường như đang chờ đợi một người quan trọng trả lời. Cả một ngày bận rộn tại Côn Minh, tối đã vội vã về Thượng Hải. Nhiều netizen đồn đoán có lẽ cô đang háo hức muốn về nhà sớm để chăm con. Cộng với việc thời gian gần đây có nhiều nguồn tin cặp đôi đang giành quyền nuôi con, việc người đẹp họ Triệu liên tục quay trở về Thượng Hải rất có thể được cho là nỗ lực muốn con trai tưởng tượng được trở về bên mình.